Thế này hỏi tôi, kính thưa thầy, tại chùa Chân Không thuyết pháp vào ngày nào? Kính xin thầy cho con biết ngày giờ thuyết pháp. Tôi trả lời rằng kỳ này tôi hơi nhọc một chút, thôi thì cho tôi nghỉ ở Chân Không khỏi thuyết. Vậy thôi. Có Phật tử hỏi, con tên là Phạm Thị Ba, pháp danh Ngọc Chí. Hôm nay con có ba điều không hiểu. Điều thứ nhất, vì sao mẹ Địa Mẫu không thờ ở trong chùa? Cái điều này trả lời, Địa Mẫu là một cái tín ngưỡng nhân gian. Thành ra, quý vị thờ Địa Mẫu là thờ ở đền, chứ không phải đạo Phật mà thờ ở chùa. Câu hỏi thứ hai là con có quy y rồi mà nay thầy con tịch đã lâu, mà nay con muốn xin tế độ vị thầy khác, như vậy con có phản bội thầy con không? Đây thì nếu nói phản bội thì đó là một cái lối hiểu theo thông thường. Chứ đúng ra quy y rồi, quy y một lần thôi, không có quy y lần thứ hai. Tại sao? Bởi vì khi quy y đó, thì quý Phật tử tới chùa, xin chư Tăng làm lễ quy y. Xin chư Tăng làm lễ quy y thì mình gọi là quy y gì? Quy y Tăng, chứ không phải quy y thầy A, thầy B, phải không? Tăng là cái đoàn thể những người xuất gia. Người xuất gia tu hành chân chánh thì gọi đó là Tăng. Tăng có nghĩa là hòa hợp chúng. Một số người tu sống hòa hợp với nhau, mà trong chùa thường nói lục hòa đó, hòa hợp với nhau thành một tập thể tốt, tu hành trong sạch thì gọi đó là Tăng. Thì mình xin quy y Tăng là cái vị đó đại diện truyền tam quy ngũ giới cho mình. Khi vị đó chết thì vị Tăng nào bất cứ mình thấy là người tu thanh tịnh, người biết đạo lý thì nương vị đó để mà học tu thôi, khỏi quy y lần thứ hai. Bởi vì mình quy y Tăng là toàn thể một người đứng ra đại diện, chứ không phải là riêng cá nhân. Mà nếu mà mình xin quy y lần thứ hai nữa thì mình phản bội cái quy y Tăng thiệt của mình rồi, phải không? Cho nên quy y một lần là đủ, chứ không có hai lần, ba lần đó. Chứ còn không khéo thì hồi quy y ông thầy đó ông già quá, cái 3-4 năm cái ông tịch, bây giờ kiếm thầy thứ hai quy y nữa, thế là ông tịch nữa, rồi tới thầy thứ ba quy y hoài không rồi, phải không? Quy y chỉ một lần là quý y Tăng. Rồi sau này ai tu theo đạo Phật mà thanh tịnh, hiểu đạo lý thì mình tới quý y nương học, chứ không cần quý y lần thứ hai. Đó, hiểu vậy thì không có gì sai hết. Câu hỏi thứ ba, một vị trụ trì chùa còn nhỏ tuổi, Phật tử chúng con phải xưng hô như thế nào mới đúng? Thầy trụ trì ở chùa nếu thọ tỳ kheo rồi thì mình cứ kêu thầy trụ trì là đúng chứ gì. Bởi vì đây nó không phải nói tuổi tác mà nói đạo lý. Miễn vị sư mà thọ tỳ kheo rồi thì Phật tử thì cũng gọi là thầy, thầy A, thầy B gì đó, chứ không có gì. Thì làm trụ trì gọi thầy trụ trì. Một Phật tử khác hỏi, con là đệ tử của thầy, con kính xin thầy chỉ dạy dùm con có điều chưa hiểu. Thưa thầy, hiện con đang tu thiền, con có luyện nhân điện được không? Vì trong quyển tu là chuyển nghiệp của thầy có phần nói về tâm lực nhân điện, con kính cảm ơn thầy. Tu theo thiền mà luyện nhân lực có được hay không? Cái chỗ này cũng có nhiều người thắc mắc lắm. Bây giờ tôi xin nói rõ cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì nhiều Phật tử cứ nghĩ mình từ bi, mình dùng cái nhân điện trị bệnh dùm cho người khác, không có tốn xu con nào hết mà hết bệnh.
Như vậy là mình cứu được người ta, đó là từ bi, thì đó là lòng tốt rồi đó. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều, đạo Phật dạy chúng ta tu là phải luyện lọc, tẩy rửa cái tâm mình cho trong sạch. Cái đó là cái gốc. Không muốn chúng ta lệ thuộc bất cứ một cái gì ở ngoài. Lệ thuộc bất cứ một cái gì ở ngoài. Mà nếu dùng nhân điện, điện của mình yếu, phải nhờ điện ở đâu đó, nó phụ, phải không? Nó về nó phụ, thì điện mới có mạnh. Mà ban đầu nó về nó phụ và lâu ngày nó mạnh hơn mình thì chừng nó tính sao đây? Đó, cái đó mới là cái khó xử, phải không? Thôi thì mình có cái gì mình làm nấy, mình tu, người ta bệnh thì nó chỉ là ông thầy A, thầy B là hút thuốc, hoặc con bác sĩ nào đó hút thuốc uống thì khỏe rù, phải không? Từ bi giúp chỉ giùm người ta, chứ còn mình mượn cái điện lực của mình trị, mà điện lực mình yếu thì phải nhờ điện lực ở đâu, ở trên trời, trên mây nào đó nó xuống nó phụ, mà nó phụ mình bằng đầu, nó dựa mình để thêm sức mạnh. Rồi lâu ngày rồi nó mạnh hơn mình thì chừng đó không biết giải quyết làm sao, thì vô tình nó làm chủ lại mình mà mình không hay. Đó, cho nên nhà Phật không muốn làm việc đó. Bởi vậy chính đệ tử của Phật đau Phật cũng bảo lại mấy ông thầy thuốc á, hút thuốc uống, chứ không có trị bằng những cái thứ đó. Có một Phật tử hỏi: con có một điều thắc mắc, kính mong thầy Quan Hỷ giải nghi cho con. Những đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm, nó đã luân hồi từ đâu? Khoa học có thể lựa chọn những loại gen tốt nhất để đính thành cho nó một con người toàn hảo nhất. Vậy luật nhân quả trong trường hợp này có tác dụng gì? Nói những đứa trẻ này khi nó ra đời có sự sắp xếp của khoa học và nó có Phật tánh như chúng ta không? Phật tử này thì sốt sắng quá. Ở bên kia người ta làm một ít chứ mà chưa có phổ thông, phải không? Bên này lo trước rồi. Thì cái chuyện này tôi xin nói tổng quát thôi, chứ còn chính xác thì bởi vì nó chưa phải là một cái phổ thông, thông dụng, mà mình nói sớm quá nó cũng không được tốt. Để chỗ này tôi nói cho quý Phật tử hiểu, trong kinh thường hay nói cái người đến thọ sanh nơi cha mẹ là họ thấy được cái ánh sáng giữa người cha người mẹ, rồi họ đến đó, rồi họ vào thai. Thì như vậy nếu thọ tinh mà không có tinh trùng của cha, không có cái trứng của mẹ, thì chắc rằng không thọ được, phải không? Mà có tinh trùng của cha, có trứng của mẹ, chắc là có ánh sáng nó tới được chứ không gì hết đó. Thì cái đó bởi vì đã nói rõ rằng nó thấy ánh sáng, vì hai cái nó chạm nhau thấy ánh sáng, ánh sáng nó tới cho nên rồi mới vào thai, nhập thai, tức là vào trứng rồi nó thành nở. Thì hoặc là ở trong bụng, hoặc ở ống nghiệm cũng vậy thôi. Nếu chừng nào mà thọ tinh mà nó không có hai cái thứ đó liên hệ thì cái đó chưa biết. Chứ mà có hai thứ đó liên hệ thì nó vẫn có cái sức điện lực để hấp dẫn cho cái người nào có duyên tới đó. Nếu muốn lựa cho những cái tinh trùng hoặc là những cái trứng hoàn hảo thì những người nào nó có cái duyên hoàn hảo đó, nó thấy cái nó tới thì cũng là nhân quả, chứ không ngoài nhân quả được. Có một Phật tử hỏi: giữa Phật Di Lặc và Phật giáo hiện tiền có khác nhau chỗ nào không? Phật Di Lặc có phải chánh đạo không?
cùng một lúc mà theo hai bên có được không? Phật tử này hỏi là một câu hỏi rất hơi bất hợp lý. Phật Di Lặc ở đâu? Tôi chưa thấy ông Phật Di Lặc nào hết. Bây giờ hỏi Phật Di Lặc với Phật giáo có khác nhau không? Tôi có thấy đâu, hỏi khác không khác. Còn bây giờ mà nói có Phật Di Lặc ra đời hoặc ai đó tự vỗ ngực xưng mình là Di Lặc á, thì đó là giả mạo, đó là dối truyền. Chứ Phật Di Lặc là một Đức Phật tương lai mà Đức Phật Thích Ca Ngài đã nói. Nhưng mà khi nào cái thế giới này không còn một người nào biết tới cái danh từ Tam Bảo nữa, thì chừng đó Phật Di Lặc mới ra đời. Trong kinh nói rõ quá. Thì bây giờ người ta đi chùa đông như thế này mà hỏi Phật Di Lặc, làm sao tôi nói Phật Di Lặc? Đó là Phật giả mạo chứ không phải Phật thiệt. Mà đã là giả mạo hỏi khác không khác gì. Như vậy thì Phật tử này chưa hiểu được cái tinh thần này. Như vậy thì ai đó nói Phật Di Lặc ra đời lúc này, đó là mạo xưng, đó là tuyên truyền dối chứ không phải là thật. Đừng bảo rằng có Phật Di Lặc thiệt khác với Phật giáo này hay không khác. Rồi. Sao nhiều với không vậy? Sao nó lại... Có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, kính xin chỉ dạy câu kinh sám hối. Sáu nguyền lưới ái lìa buộc ràng, con thành tâm xin sám hối. Kính mong lời thuyết giảng của hòa thượng giúp con đủ nghị lực vượt qua thử thách, bền chí tu tập. Con xin ghi nhớ ơn thầy. Thì cái câu mà sáu nguyền lưới ái lìa buộc ràng đã bộ quản quá. Phật tử này sợ cái lưới ái sợ nhảy ra không nổi. Vì chắc là cá này còn nhảy thấp quá, sợ nhảy không khỏi cái lưới ái. Cho nên rồi yêu cầu giải thích dùm để cho tu cho được, lập chí cho vững. Thực ra chúng ta tu mà không có lìa được cái lưới ái á, thì trên con đường sanh tử chúng ta khó mà đi ra nổi. Bởi vì nó là cái cớ để ràng buộc. Cho nên trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói ái là cái nhân của sinh tử. Ái nó là ái dục là cái nhân của sinh tử. Bởi vậy cho nên ai tu thì cũng ráng dùng những phương tiện nhạy bén mà rọc, mà cắt đứt cái lưới ái lần lần. Đó, phương tiện nhạy bén đó là gì? Là kiếm, là cái gươm, phải không? Kiếm đó là kiếm gì? Tên gì quý vị biết không? Kiếm trí tuệ. Đó, bây giờ tôi nói quý Phật tử xét, nếu chúng ta ngày nay còn sống, rồi những người chúng ta thương cũng còn sống, thì nó là ràng buộc. Nếu ngày mai chúng ta hết duyên chúng ta đi, những người chúng ta thương còn ở lại, thì sao? Thì ít tháng rồi cũng quên tuốt chứ không gì hết, phải không? Nghĩa là họ đem chôn rồi ít tháng là quên tuốt à. Mà nếu nói theo bây giờ, mà ngày nào đó chúng ta đi, chúng ta đi mà thiên hạ coi nó ngày đó ngày trùng, thì những người thương của chúng ta có hoan hỷ không? Nếu nói ngày trùng mà người thương chúng ta hoan hỷ thì đó là họ thương thiệt, phải không? Trùng đã chết để gặp nhau nữa. Nhưng mà nghe nói ngày trùng cái họ muốn tìm cách họ ếm không cho ta về, thì họ có thương thiệt mình không? Quý vị trả lời giùm tôi coi, thương thiệt không?
Như vậy thì họ thương họ chứ đâu có thương mình. Vậy mà tại sao mình dạy mình cứ thương hoài vậy? Đó, thì cái đó là một cái lẽ thật. Quý vị thấy đó, nếu là người thân, thân như cha, như mẹ đối với con, mà cha mẹ lỡ chết, nói là ngày trùng rồi á, thì họ cũng rước thầy ếm mà, ếm không cho ông bà về. Mà nếu con thương thiệt thì ai nỡ ếm, phải không? Về ba mình về rủ để mình cùng đi với ba cho vui, vậy mới gọi là có tình, thương thiệt. Tôi về ếm không cho về mà gọi là thương, thương ở chỗ nào đó. Vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng thiên hạ không có thương mình thiệt đâu. Lúc nào mình còn sống mình làm họ nhờ được thì họ thương, mai mốt là mình chết rồi họ hết nhờ, họ hết thương rồi, đừng có nói ràng buộc chi. Đó là tôi nói trường hợp người ta thương mình đi họ có còn thương không. Thì như vậy mình đi lang thang mặt mình ai biết tới nữa, phải không? Đó. Còn ngược lại, người mình thương họ thương rất là nhiều mà lỡ đi người đó bị bệnh ho lao, bị bệnh hủi, bị bệnh truyền nhiễm, mình biết rõ như vậy thì tình thương có giảm không? Giảm không? Hồi xưa thương 100%, bây giờ biết cái bệnh đó rồi cái thì thấy còn nhiều lắm là 50 thôi, thấy không? Mà nếu mà họ chết sớm thì còn 50, chứ mà nếu họ còn sống dài, họ kéo dài làm khổ mình đó, thì chừng 2-3 năm vậy chắc không còn chục nào hết, phải không? Thì như vậy những người đó chúng ta gọi là thương, mà nếu có điều kiện không có thuận, không có đúng với cái gì mình muốn thì mình cũng hết thương à. Như vậy cái thương có thiệt đâu mà nói lưới ái ra không khỏi đó. Bởi vậy cho nên dùng trí tuệ là cái kiếm để cắt hết, là cắt ra mình ra để mình cứu họ, chứ đừng có bị họ cuốn ở trong đó rồi chết chùm với nhau vô ích. Đó là tôi giải thích cho Phật tử hiểu. Có Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, từ bi giải cho con nỗi băn khoăn sao? Gần đây có người bạn cho con mượn mấy cuộn băng giảng của thầy Chân Quang. Con nghe giọng thầy trẻ, ngọt ngào, thu hút, giảng hay. Nhưng có cuộn băng đề tài Sơ Quả Tu Đà Hoàng giảng ở Long Khánh. Thầy phê bình Phật tử nghe các vị tôn túc giảng giáo lý rồi, tin ở chính mình có sẵn Phật tánh chân tâm. Xưa nay vốn là như vậy. Phật tử tin tâm có Phật thì sẽ sinh lòng kiêu mạn, ngày càng đi lậm. Thầy dẫn dụ rằng một người đi từ nơi này đến nơi khác thì Phật tánh đi theo, có đi có đến như vậy là động thì không phải tuyệt đối. Thầy kết luận tâm mình không có Phật mà chỉ có con đường đi đến tuyệt đối, có con đường chứ không có đích ở tâm. Đích tuyệt đối thật sự không nằm ở chính mình mà phủ trùm vũ trụ. Đại khái như vậy. Thì Phật tử này hỏi, tôi đây tôi cũng không có phiền phải trả lời, phải giải thích kỹ. Mà Chân Quang này là thông quyển ở trước ở đây chứ không ai, là học trò của tôi. Nhưng mà y thuộc cái loại lanh lẹ quá, ở đây có thời gian ngắn, không có học hết, không có tu đúng như ở đây, cho nên là đi ra chỗ khác. Ra chỗ khác thì y nghiên cứu cái gì đó tôi không biết. Bây giờ y làm thầy y nói như vậy, nói như vậy tức là y nói khác với tôi ở đây, phải không? Mà nói khác ở đây thì bây giờ tôi đặt câu hỏi thứ nhất là quý Phật tử thử nói rằng, nói là có Phật tánh mà đi thì Phật tánh đi theo, đến thì Phật tánh đến, đó là động. Thì nói vậy câu đó quý Phật tử thấy sao? Chân lý chưa? Phật tánh đâu có chân mà đi theo, phải không? Phật tánh là cái sẵn ở mình, không có hình tướng, mà nó đi theo đến động thì nổi nhiêu đó đủ rồi.
Tôi không muốn nói nhiều. Nhiều quá. Bữa nay Phật tử hỏi nhiều quá và dài nữa. Đây có một Phật tử hỏi: con có những điều chưa rõ về phương pháp tọa thiền, kính xin Hòa Thượng từ bi dạy cho con được rõ. Con ngồi thiền theo cách biết vọng không theo. Ban đầu con mượn sở tức để qua cái tri vọng, nhưng thân thể con quá suy yếu, hơi thở quá ngăn mà thở quá mau. Người con tưởng thở vô đếm 1, thở ra đếm 2, đếm tới 10 rồi trả lại 1. Nhưng khi dở lên để xuống, khi đi dở lên để xuống, xem hơi thở ở bụng phình lên xẹp xuống, con thấy nhịp thở quá nhanh mà con đếm quá chậm nên không chính xác, nên con bị bỏ cách đếm và chỉ ngồi. Giữa khi có suy nghĩ thì con liền biết, con tăng giờ ngồi lên mãi đến khi hết nào hết vọng tưởng mới thôi, vân vân. Phật tử này nói thì lầm lẫn nhiều cái. Bởi vì tôi dạy tu, nếu mới đầu thì đếm hơi thở, đến hơi thở là lúc ngồi thiền, chứ tôi đâu có dạy dở chân lên để chân xuống rồi theo cái bụng xình phình xẹp, phải không? Cái bụng phình xẹp và nhớ vừa đi mà nhớ cái bụng phình xẹp và hơi thở nó bị ngắt, mà hơi thở bị ngắt thì làm sao mà khỏe được. Cho nên hiểu như vậy là nó sai rồi. Bởi vì đếm hơi thở là khi mình ngồi yên tịnh, hít vô nhẹ cùng đếm 1, thở ra nhẹ cùng đếm 2, hoặc là hít vô thở ra mới đếm 1, hít vô thở ra đếm 2 tới 10 vỏ, nhẹ nhàng trong lúc ngồi thiền. Còn đi thì biết đi thôi, đừng có phình xẹp gì hết á. Thì như vậy không có gì phải mệt nhọc. Đây một Phật tử hỏi: niệm khởi biết vọng vẫn là vọng, vậy phải vậy giải thoát hiểu theo nghĩa nào? Đây Phật tử này nói rằng niệm khởi biết vọng vẫn là vọng, vậy giải thoát hiểu theo nghĩa nào? Hỏi cái này có vẻ là cái người chưa phải tu theo ở đây. Câu hỏi này có lẽ người này không có tu theo ở đây. Bởi vì tôi chỉ cần nói một thí dụ. Tôi nói rằng trước mắt tôi có người đi qua. Tôi biết người đi qua. Không có người đi qua. Tôi biết không có người đi qua. Mà người đi qua trước mắt tôi là khách. Tôi biết người đi qua thì tôi là gì? Tôi là khách nữa phải không? Tôi là chủ. Tôi thấy người đi qua là khách. Tôi thấy vọng giới, tôi không theo nó. Thì cái không theo nó không phải là vọng rồi. Mà đây là tại vì không có tu theo cho nên không biết. Như vậy thì đâu có nói giải thoát, chỉ cần không theo vọng thôi. Chứ tôi chưa nói bao giờ nó không theo vọng là giải thoát. Không theo vọng thì cái vọng nó hết, thì cái chân nó hiện. Sự giải thoát là chuyện sau. Nhiều khi không có hiểu ý rồi hỏi như vậy. Có một Phật tử hỏi: một ý nghĩa phước trí và phước huệ song tu, hai là đã quy y Tam Bảo rồi thì trong nhà lập bàn thờ Phật và cửu quyền thất tổ, không thờ ông Táo, ông Thần Tài, có đúng không? Xin Thầy chỉ dạy. Ba là đứa em con thiền mà con thiếu, mà con
một má còn một số tiền, nay má đã chết rồi thì đứa em con cần phải làm những gì, xin thầy chỉ. À, chỗ này câu thứ nhất, ý nghĩa phước trí và phước huệ. À, bởi vì trong nhà Phật thường thường nói phước trí nhị nghiêm thân, tức là dùng phước, dùng trí, hai cái đó để trang nghiêm thân, hoặc là phước và huệ đồng tu. Đó, tức là tu thì có phải có phước và có huệ. Phước là từ bi, huệ là trí tuệ. Người tu theo Phật phải có đủ lòng từ bi, có đủ có mắt trí tuệ thì tu nó mới hợp với đạo. Thì trí tuệ nó là trí, còn từ bi đó là phước. À, như vậy thì nói phước trí hay là phước huệ, hai cái nó không có khác. Bây giờ hỏi quy y rồi thì trong nhà lập bàn thờ Phật và cửu quyền thất tổ, không thờ ông Táo thần tài, có đúng không? Quý vị nghĩ sao? Đây là mấy người buôn bán chắc buồn, phải không? Làm ăn mà không có ông thần tài trợ lực kìa, nó không được phát tài. Nhưng mà thật sự lâu nay chúng ta có cái quan niệm ở dưới bếp thì có ông Táo, phải không? Ở trên nhà trên thì có ông thần tài để cho cái tủ mình nó có tiền. Rồi ra ngoài khỏi nhà thì có ông địa dưới đất. Như vậy thì nhiều ông quá. Mà giờ đây chúng ta chỉ thờ Phật, thờ cửu quyền thất tổ thì đủ rồi. Còn ông Táo, ông thần tài, ông thổ địa vân vân, thôi để các ngài ở chung quanh đó ủng hộ thôi. Chúng ta làm lành thì các ngài hộ, chúng ta làm dữ thì các ngài cũng không có thương. Như vậy thì gốc là chúng ta làm lành, chứ đừng có thờ, thờ nhiều quá là thành ra đa thần giáo mất, chứ không phải là Phật giáo. Còn cái câu chót nói rằng em thiếu tiền mẹ, bây giờ mẹ mất, bây giờ em thiếu tiền phải tính sao đây? Câu hỏi này thì nó không có khó. Bây giờ quý Phật tử nhớ, người mẹ trong lúc sinh tiền thích làm cái gì? Nếu người mẹ lúc sinh tiền mà trong năm anh em, ba anh em thấy cái người nào nghèo, mẹ gom nhóp giúp, thì bây giờ mẹ mất thì mình đem tiền để giúp cho cái người nghèo đó, anh em ruột mình đó, thì mẹ vui chứ có gì. Còn trường hợp thứ hai là mẹ không có giúp anh em mà mẹ lại giúp cho những người tật nguyền đói khổ, thì giờ mình đem số tiền đó giúp cho những người tật nguyền đói khổ. Còn giải pháp thứ ba, nếu mẹ không có giúp người tật nguyền đói khổ mà hay cúng chùa, thì bây giờ mình đem cho cúng chùa đúng như ý mẹ mình thì đó là được chứ có gì đâu, phải không? Đó là ba giải pháp, tùy muốn dùng cái nào. Cứ nhìn lại cái gương người mẹ trong lúc sống thì trúng. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, nhân xem quyển Chứng Đạo Ca của ngài Quyền Giác do Trúc Thiên giới thiệu, xem đến phẩm 19 Chân Trời Thiền, trong đó có tiết 17 Chứng Tích Cá Nhân, có kể câu chuyện tỳ kheo Giổng Thí, con không rõ từ đời nào đã phạm tội gian díu với con gái của một vị trưởng giả đã có chồng. Chồng cô ta nghe đồn liền tìm đến Giổng Thí, thì ngài Giổng Thí đã lâm tai hạ sát ông ấy. Sau Giổng Thí hối hận tìm đến Bồ Tát Tỳ Cúc Đa La khóc lóc xin sám hối. Bồ Tát nói tội tánh không có ở đâu hết. Phật nghe Giổng Thí chứng pháp vô sanh và thành Phật. Qua câu chuyện trên,
con thấy tỳ kheo giống thí đã phạm hai tội tà dâm và sát nhân, đã là nhà tu mà phạm hai trọng giới vẫn không bị trả quả. Ông ấy chỉ hối hận thì được chứng quả vô sanh và thành Phật. Khoan, vẫn nhiều tiếc quá. Thì như vậy cái tiếc thứ nhất này trả lời dài quá, tôi trả lời cái tiếc này cho Phật tử hiểu. Bởi vì cái tu của đạo Phật nó có nhiều lối, khi mà chúng ta hiểu cho đến nơi đến chốn thì nó có cái khác nhau. Nếu tu theo bình thường như chúng ta thì nhân nào quả nấy. Chúng ta giết người thì phải bị người giết lại, chúng ta ăn cướp của người thì bị người lấy lại, vân vân. Đó là cái bình thường, nhân quả không sai chạy. Thì cái này người ta dễ hiểu. Còn có trường hợp thứ hai là cái nhân quả nó vượt ra ngoài cái nhân quả, là như trường hợp các thiền sư nói rằng khi mình biết tánh tội là không thì vượt hết các cái lỗi lầm. Đó. Thì cái này nghe nhiều người không có hiểu nổi. Như vậy thì có mất nhân quả hay không? Đó. Bởi vì như Ngài Mục Kiền Liên, như Đức Phật, Đức Phật mà Ngài còn bị cái nạn gì đó, nạn kim thương mã mạch, thì Ngài có thấu suốt được cái lý tội tánh bổn không chăng? Suốt không? Nếu không suốt Ngài đâu có thành Phật, phải không? Như vậy thì tánh tội là không, nhưng mà cái tướng tội thì phải trả. Đó. Khi ngộ được tánh tội không thì biết rằng nó không có thiệt, mà biết tánh tội không thiệt thì thân này thiệt không? Thân này có không thiệt, trả mà không thấy trả, cho nên nói là không trả, chứ không phải là không có cái nhân quả. Đó. Như vậy thì cái chuyện trả quả ở trong nhà Phật nói là cái nhân quả khó mà mất được. Vì mình đã làm thì phải trả. Chính khi Phật tu thành Phật rồi mà quá khứ những cái gì còn sót chút ít, thân này cũng phải trả. Nhưng mà hai cái bên, người mê trả khác, người ngộ trả khác. Người mê trả là khi thấy cái cảnh khổ nó đến, mình sợ sệt, mình kinh tởm thì thấy nó khổ. Còn người ngộ trả thì thấy thân không thiệt, họ chửi cũng không thiệt, họ đánh cũng không thiệt, thì trả mà nói không có trả. Không trả là như vậy, chứ không phải không ngơ, chứ hiểu lầm cái rồi nói là không có nhân quả đâu. Miễn tù ngộ cái hết nhân quả. Nếu hết nhân quả thì Phật đã hết rồi. Mà trong kinh đã nói Phật còn bị nạn kim thương mã mạch để trả cái quả hồi xưa, thì làm sao nó hết? Còn Ngài Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán rồi mà còn gần chết rồi bị cái đám cướp nó đánh như tử. Đó. Thì như vậy nói không sao được, ngộ đạo rồi trả. Nhưng mà hai cái trả khác nhau. Mê thì chúng ta thấy đánh là thiệt, thân này thiệt, cho nên cái hành hình khổ hải đó là thiệt. Còn ngộ rồi thấy nó lên trò chơi, đồ giả mà có gì thiệt. Thiệt trả mà không thấy trả, cho nói là không trả, chứ đừng nói đó là không. Đó. Hiểu câu này thì mới biết được cái ý này. Đây còn hỏi thêm một phần nữa. Đến tiết 18 Duy Ma Sư Tử Hống cũng có kể câu chuyện có hai vị tỳ kheo ở chung một cốc. Một hôm vị đi khất thực, một vị nằm nhà. Lúc đó có một cô con gái đi qua cốc, thấy thầy kia mê ngủ, bèn vào nhà gây cuộc truy quan.
Ông sư đi khất thực về, thấy cảnh tượng vậy giận quá, chụp bắt cô gái gây tội, cô ta sợ quá, băng đường chạy, sảy chân té, hồ chết, té hố chết. Vậy là cả hai tỳ kheo đều phạm trọng giới, một âm phạm dâm, một âm phạm giới sát. Sau đó cả hai ông sợ quá đến trình tự sự với Uvali, là một vị cao đệ của Phật, đệ nhất trì giới. Ngài y theo giới luật mà kết tội, ông ấy không sám hối được, nhất định rơi địa ngục. Qua hai trường hợp trên, nhân thì đồng mà quả chẳng đồng, xin hòa thượng từ bi giải. Thì cái này hiểu như khi nãy tôi nói, vì hai cái vị tỳ kheo này chưa có tỉnh, chưa có ngộ, cho nên thấy nó là thật, thật thì thấy phải trả, phải đọa. Còn vị kia thấy tội tánh là không, trả cũng không, giả sử xuống địa ngục cũng là không, cho nên nói trả mà không có trả, chứ cũng không phải là thoát ngoài. Rồi câu hỏi thứ ba, vừa rồi con được một bạn đạo biếu hai quyển kinh, kinh Kim Cang Thọ Mạng, kinh Bát Dương. Vị ấy vô cùng tán thán hai quyển kinh này, và con cũng rất quan hỷ. Nhưng khi xem con có phần nghi, vì trong đó nói coi ngày, coi giờ, nói địa lý, trực này, trực kia, sau kia, sau nọ. Ngoài ra thì gặp hoạn nạn hoặc cần điều gì, thì chỉ cần tụng đọc bao nhiêu biến thì hoạn nạn sẽ qua hoặc sẽ tội nguyện. Con vì còn mê mờ, xin hòa thượng từ bi xác minh lại hai quyển kinh trên có nên nương theo không. Hai quyển kinh, một là kinh Kim Cang Thọ Mạng, hai là kinh Bát Dương. Hai quyển kinh này nó không có nằm trong Đại Tạng, không có nằm trong Đại Tạng kinh. Mà không nằm trong Đại Tạng kinh thì chớ có tin. Thôi bây giờ một phần nữa, có Phật tử này hỏi, kính xin hòa thượng cho phép con hãy hỏi hai ý sau. Một, quý tăng ni có học và trì chú tỳ ni trong một quay nghi hàng ngày, nhờ vậy mà ngồi thiền dễ định hơn Phật tử tại gia chưa biết trì chú chăng? À, câu này mấy tăng ni có trì chú cái này kia thành để ngồi thiền mau định hơn Phật tử, có phải vậy không? Thì tôi xin trả lời rằng chưa hẳn là như vậy. Tại sao? Nếu mà tăng ni đi đứng nằm ngồi đều giữ đúng quay nghi, tâm không có chạy loạn thì ngồi thiền mau định. Chứ còn nếu trì chú một bài chú rồi, hoặc hai ba bài chú rồi thôi, rồi để tâm nó chạy đâu nó chạy, thì ngồi thiền cũng chưa chắc là mau định. Nà. Rồi câu hỏi thứ hai, chúng con đến chùa nào cũng đều thấy thờ chư linh, chư hương linh hoặc là cửu quyền thất tổ, còn ở các thiền viện đều không có thờ. Xin hòa thượng nói thêm cho chúng con hiểu việc này. Đó, Phật tử này hơi buồn rồi đó. Chùa nào người ta cũng có thờ hương linh, Phật tử mất rồi cái đem bài vị vô chùa gửi, mà ở đây không có thờ thành ra buồn, phải không? Đi tới đây hoài về không biết là mai kia mất đi rồi chùa có giúp gì, có đem cho ở chùa được không? Bởi vì với cái nhìn của tôi, nó khác hơn cái nhìn của một số vị. Vì tôi thấy trong kinh Phật dạy rõ lắm, người tạo nghiệp lành, nhắm mắt rồi thì được đi đường lành. Người tạo nghiệp dữ, nhắm mắt rồi đi đường dữ. Người sạch nghiệp thì nhắm mắt rồi được giải thoát sanh tử. Ai cũng có đường đi hết, không ai ở lại. Mà không ở lại bắt chùa thờ chi cho chặt chùa, phải không? Chứ trong kinh không có nói rằng người đó chết ở lại mấy ngàn năm, mấy trăm năm gì hết á. Người chết rồi thì theo cái duyên, theo cái nghiệp mà đi. Mà đã đi rồi bắt chùa thờ chi, ở nhà con cái vì nghĩ công ơn cha mẹ thương thờ,
mà thờ rồi cúng dỗ với hai ý nghĩa. Một là tỏ rằng mình kính thương mến cha mẹ nên thờ. Hai nữa là những ngày dỗ chạp con cháu thân quyến về, rồi nhắc lại cái lịch sử của ông bà cha mẹ mình, những điểm hay, điểm tốt để con cháu bắt chước. Thì cái thờ, cái cúng vậy nó có ý nghĩa. Còn ở chùa đâu có chuyện đó, mà không có chuyện đó mà thờ chi cho chặt chùa đó. Bởi vậy nên chùa này không có thờ là vậy đó. Thôi một vị này nữa là dứt điểm nghe. Kính bạch thầy, chúng con nghe dư luận đồn vào năm 2000 sẽ có biến chuyển, và gần đây chúng con thấy có nhiều thiên tai xảy ra ở các nước. Vậy chúng con kính xin thầy từ bi quan hỷ giải thích cho chúng con rõ, có phải ngài tận thế sắp đến không? Điều này là cái điều mà quý Phật tử ở nước ngoài họ lo lắm, cũng hay nhắc cái chuyện 2000 năm tận thế. Đây, trước hết thì tôi nói về cái lý của đạo Phật. Trong nhà Phật nói cái quả địa cầu của mình á, nó cũng giống như con người vậy. Nó có bốn thời kỳ. Con người thì sanh, già, bệnh, chết. Đó, qua bốn thời kỳ. Còn cái quả địa cầu có bốn thời kỳ là thành, trụ, hoại, không. Đó. Thời kỳ thành là các duyên nó tụ lại rồi nó thành. Hồi xưa thì mình tưởng có ông nào đó, ông nắng, ông đúc gì thành cái địa cầu. Nhưng mà nhà Phật nói là duyên nó tụ hội thành. Khi thành rồi thì qua thời kỳ trụ. Trụ là tới hoại, hoại rồi mới tới không. Như vậy thì thời của mình đang ở đây thuộc cái thời kỳ trụ của quả địa cầu. Thì mỗi thời kỳ đó nó mấy tỷ năm lận. Thì chắc mình đi lại lại không biết mấy trăm ngàn lần nó mới tiêu, mới tận thế. Chứ nó không có tận liền bây giờ đâu. Còn chuyện trái đất hồi xưa tới giờ, lâu lâu động chỗ này, lâu lâu động chỗ kia là chuyện thường. Chứ đâu gì một hai trận động đất cái nói sắp tận thế đó. Mà tôi nói giả dụ tận thế là chuyện càng mai. Thì sao mai? Thì tất cả bà con đi lượt, phải không? Vui chết đã đi từng người, buồn chết. Như vậy thì đoàn tụ ở đây, rồi nếu mà mình đi lượt cái qua mấy chỗ khác mình đoàn tụ nữa, thì đó là thầy trò gặp nhau hoài, khỏi lo, phải không? Có gì đâu mà buồn sợ. Thôi, như vậy thì không có gì đáng ngại. Thôi thì tới đây nghỉ.